Không biết là hai bạn đã xem qua chương trình Giác quan thứ 6 chưa? Xem rồi. Dạ rồi. Tự nhiên hôm nay thấy Thiếu Dạ là em cũng nghi em cũng có Giác quan thứ 6 rồi đó. Tại vì em cảm giác giống như là Dạ cảm thấy không hài lòng với anh Vinh. Dạ cảm thấy không hài lòng với anh Vinh. Không hài lòng với anh Vinh cho nên con không muốn dẫn anh Vinh á. Trong vòng đầu tiên này có một cái tên gọi rất là thú vị, đó là xuyên thấu. Em nhìn xuyên được bịch ni lông á anh. Xuất sắc quá. Trừ bịch ni lông đen, bịch ni lông màu thì không được. À vậy luôn á. Dạ. Bạn này có vẻ hơi tiết lộ về cái mắt hiếp. Thường người mắt hiếp sẽ là được cười đẹp giống như anh. Giống như âm. Mắt hiếp rồi cười có duyên giống ảnh á thì anh bắt đầu không muốn tưởng tượng rồi đó. Anh nói cho em nghe nha, anh mà là con gái là rất là đẹp gái luôn. Trời ơi, xinh nhỏ, xinh nhỏ. Con gái nào mà đô vật như anh thì kiếm cái dáng người như à, tức là che hết luôn đúng không? Chứ chừa lại. Ủa anh sao mà anh thuyết phục tụi em là anh sẽ đẹp gái gì vậy? Anh muốn không muốn điều gì? À, bắt đầu Giác quan thứ 6 thì hiện lên rồi. Đó 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 đó. Anh muốn nói gì đây? Anh mong muốn điều gì? Dạ ơi, chắc em về đi chứ hai bạn đẹp quá rồi. Tóc đẹp, mặt đẹp, makeup đẹp, váy áo đẹp thì tư vấn cái gì? Là stylist đúng không? Bán được nhà lắm luôn á. Nhà là bận đầm gì đi tư vấn ha. Khi mà mình là tư vấn nhà đất rồi á thì mình phải có đội ngũ chuyên nghiệp đi theo, phải có hai người sách nhà đi theo. Tư vấn nhà đất, tư vấn nhà đất thì dùng đội người ta nói chơi mà. Thì khi mà người ta yêu nhau, người ta muốn mua một cái nhà, người ta ở chung cũng được vậy. Rồi em muốn mua mình em rồi không được. Ừ, không mua nhà mình ở không được hả? Chúc mừng Quang Trung. Trời ơi, thấy chưa vậy anh đáng sai mà, thấy chưa không thiếu. Cái này em phải vậy nè, thấy chưa mới đúng không? Anh thấy chưa được không?